Rất đơn giản, sẽ có 3 cặp thi đấu. Mỗi cặp sẽ có một bộ câu hỏi là 10 câu. Sau khi MC đọc xong câu hỏi, giơ tay giành quyền trả lời. Bạn nào trả lời đúng thì bạn bên kia bị hình phạt. Bạn trả lời mà không đúng thì bạn đã bị hình phạt ngay lúc đó. Trong trường hợp sau 5 giây mà hai bạn đều không đưa ra câu trả lời thì cả hai bạn đều bị bộ. Chị Ngọc bị phụt nhiều lắm hay sao mà chị thích phụt vậy? Đồng đội của em á. Chị Ngọc bị phụt 4-5 lần rồi. Em có thể chọn người chơi được không anh? Em luôn được quyền chọn Harry à? Dạ. Em cảm thấy cái người mà chơi dở nhất và có vẻ là có thể nhường cho em, giờ em thay đổi. Thay đổi. Em sẽ tấn công người chơi giỏi nhất để người chơi dở nhất của bên đây chơi chung với những người chơi giỏi của bên đội mình. Hay quá Harry ơi. Đúng. Đây người ta gọi là chiến thuật. À, dạ. Là chị thua riết mà chị có chiến thuật luôn hả? Đúng. Trời tuyệt vời. Chị bây giờ chị chọn ai? Lâm Vi Dạ. Em dở ẹt à. Em mà dở ẹt gì em quá giỏi mà. Harry thông minh lắm. Giỏi tức là luôn sẽ giành quyền trả lời mà toàn trả lời sai là bị dính. Em sẽ chọn Lâm Vi Dạ. Ok. Chị có đồng ý không? Nếu mà chị thua thì sao? Biến danh tục lắm. Trong nhà với nhau không mà mày cũng phụt nữa. Ngọc chọn ai? Vẫn như thế, em vẫn còn một mối thù nhỏ sâu đậm với cô gái thắt bím bên kia. Tại vì hồi nãy em cũng phụt chị đúng không? Rồi. Chị quyết tâm chị phải để cho em bị phụt. Vậy là chúng... Hai anh chị lớn tuổi, bây giờ hả? Bao nhiêu thứ gánh nặng đè lên vai con bé nhỏ xíu. Ở dưới thì nói dữ lắm, lên đây thì biết được bao nhiêu. Câu đầu tiên rất đơn giản. Con gì không có cánh mà lại biết bay? Lan Ngọc. Cá chép. Cá chép. Cá chép. Vừa rồi là ai nhắc? Ai có thể chỉ giùm? Không có. Dạ, con trai kia kìa. À, cái cậu make up của Lan Ngọc. Em có thể giải thích được mà. Giải thích sao nè? Con cá chép tới ngày đưa ông Táo về trời. Nó bay đưa ông Táo ngày về. Ngày đó ngày mấy? Ngày đó là ngày 23 tháng chạp. Anh Luật nhắc. Tiếp theo, ông già Noel mang giày gì? Giày bóp đen cao cổ lên nè. Mày nói điếc của tao nha. Ông già Noel mang ủng. Em nghĩ chiến lược của em im lặng là tốt. Doraemon và Doremi chơi quảnh tù xì, ai thắng? Ngọc. Bằng nhau. 7 con gà cộng 3 con chó bao nhiêu cái chân? Xin mời Lan Ngọc. 7 con gà nhân cho 2 là 14. 3 con chó nhân cho 4, 3 x 4 là nhiêu? 12. 12, 14, 28. Chính xác. 12, 14, 12, 14 và 28. Em mới định là thắc mắc tại sao là bà trả lời lâu đến như vậy mà cái đó nó không bắn lên. Thì ra là chờ cho chị trả lời sai bắn cái mới đã. Ủa, 7 con gà, 7 nhân 3. Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sai chỗ nào qua này? 7 gà là 14, 12, 14. Sao? Em nó ngộ ra rồi. Bắn nó thêm một cái nữa đi. Tại vì nó sai mà không biết nó sai cái gì. Ác dễ trợ đồng đội. Thiệt á, đồng đội gì vậy? Trong tủ lạnh có một hộp cá nè, một hộp thịt nè, một hộp quả nè. Là ba hộp rồi đúng không? Bạn sẽ mở cái nào trước? Lan Ngọc. Mở tủ lạnh. Con kangaroo có thể nhảy lùi hay không? Buka. Không. Nhảy lùi được. Đúng không anh? À, chưa trả lời. Chưa trả lời nha. Đang hỏi nha. Trả lời. Coi không? Không, không, không nào. Không. Yeah. Cái này lại là một cái sở trường của Lan Ngọc. Sở trường của em hả? Lại một phép toán. Rồi im đi Ngọc. Đừng tính để người ta còn tưởng mình khôn. 18 chia 0.5 bằng bao nhiêu? 18 chia 0.5 là bằng 6. Sai. 18 chia cho 0.5. 0.5 có phải 1/2 không mấy anh chị? Chị sao chị chia được 2 vậy? Rồi. Đúng rồi, 18 chia cho 2 là bằng 6. Ê, bằng... Bằng cái gì? Bằng cái gì? 6 với 6 18 hả? 6 với 6 18 hả chị Ngọc? Em quỳ lại luôn. Em lộ
lộn cho em nói lại. Chị phải lên ghế ngồi đàng hoàng. Thiệt anh chị ơi, cho em nói lại đi chứ. Rồi lên ghế nói lại. Lên hình vậy hả, người ta nói em ngu chết em luôn á. Đúng đúng đúng. Em bị rối mà chứ ra bằng chính. Chị vậy? Alo, chia không phải 5 là nhân ngược lại đúng không? Là bao nhiêu? 36. Chính xác, 36 là bao chính xác. Chắc chắn Ngọc sẽ ok câu này. Lại là một phép toán. Ngồi im đi Ngọc ơi. 5 cộng 5 cộng 5 nhân 0 bằng mấy? Ngọc trước. 0. Em quên rồi. Sao trả lời bằng 0 vậy? Không, em chỉ nhớ đó. Em chỉ nhớ con 5 cuối cùng em đang cộng theo anh à. 5 cộng 5 là 10, cộng 5 là 15, nhân 0 là 0. Đó là chiêu của MC em à. Em quên. Đáp án là bao nhiêu? 10. Tại sao? Cái năm cuối cùng nhân 0 là bằng 0, hai cái số đầu tại năm là 10. Nhân chia trước cộng trừ sao? Hay quá. Em có đi học không? Các anh chị ơi, em cũng có đi học. Ngọc, đây không phải là lúc để em chứng tỏ là em thông minh nha Ngọc. Anh cũng biết là em có đi học, nhưng mà em dạng học cá biệt nó khác. Ủa sao chị bị rao rồi vậy chị Ngọc? Chị không biết luôn á. Chị không biết chị có theo đồn đội không. Rồi, chuẩn bị. Mèo trắng là bạn của mèo đen. Mèo trắng bỏ mèo đen theo mèo vàng. Một thời gian sau mèo trắng gặp lại mèo đen, hỏi mèo đen sẽ nói gì? Dứt thật em ơi. Mèo đen không biết nói, chỉ biết kêu thôi. Em ơi, em đang định không? Tại sao mấy câu này em không xung phong vô tay em trả lời? Em đang định hát luôn á chị. Em rất ghét mèo kêu meo meo. Em rất ghét mèo kêu, nghe chưa? Em ghét mèo kêu meo meo. Con gì hôm nay mưa mai ướt? Hôm nay Ngọc. Mưa mai ướt. Con rùa, con ba ba nè. Con mấy cái con có cái mai á. Đó là nói về con vật. Con anh hỏi là con gì là ừ. Hôm nay mưa. Ờ đúng rồi. Ở lần này Muka thắng 6, Lan Ngọc 4. Như vậy là sau 3 lượt chơi thì vòng thắng nghiêng vào đội mình. Đó. Chưa có bao giờ nhục như hôm nay. Trời ơi trời. Không, nhưng mà càng chơi thì càng thấy cái sự gọi là duyên dáng của Lan Ngọc. Lan Ngọc, đúng rồi. Càng ngày càng thấy sự duyên dáng ha. Em duyên dáng đúng không? Duyên dáng và thông minh. Nhất là những lúc mà em rất thích toán á. Em duyên dáng á. Em làm cho cả trường quay cười nghiêng ngả bởi vì cái độ thông minh và giỏi toán của em. Em giỏi quá à. Lan Ngọc không phải là không biết 14 cộng 12 chả biết 26, trả lời 28 cho vui thôi. Đúng, đúng rồi. 6 6 6. Không biết thì nó không biết, người ta còn chỉ cho. Không có ai mà đi nói ra được 14 cộng với lại 12 mà không ra 28 được hết. Không ai có, chỉ có mình em thôi đó. Hết chưa anh? Hết rồi. Chưa còn nữa. Ủa gì hoài vậy, chơi gì chơi hoài vậy? Mình phải còn chơi thế mình thắng cho dồn dập chứ. Chắc chắn sẽ thắng nữa. Yeah.